trong cơ thể con người mang virus corona. Mặc dù hết bệnh nhưng cái mầm bệnh nó vẫn nằm trong cơ thể con người và nó gây hại luôn cho cả động vật hoang dã. Nên những ai mà nuôi động vật hoang dã làm thú cưng chắc chắn sẽ lây nhiễm bệnh mà cho nó và nó chết. Nguy hiểm lắm chú bộ. Nên thấy các TT còn phải né con người nghe chưa? Phải né tuyệt đối, cách xa họ. Còn tụi con hả? Có né cũng không được. Có né người ta cũng đem đốt tụi con nếu. Thân phận của tụi chó thật là tội nghiệp. Chủ mà bệnh đốt luôn cả chó. Chứ đẹp vậy đó. Tôi nể người Việt Nam của tôi lắm.